Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 8, đoàn kiểm tra số 2 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra số 2 chủ trì hội nghị. Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17 đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương, đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Trên cơ sở đó, cấp ủy Đảng các cấp xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện đến cán bộ đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Việc tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo chất lượng kịp thời đến 100% cán bộ đảng viên trong Đảng bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn bổ sung kết quả bước đầu tại các cơ quan đơn vị có số liệu cụ thể để chứng minh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh và công tác nội chính. Để thực hiện thắng lợi các văn kiện của Trung ương, của tỉnh và của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn cần đánh giá sâu thêm về nguồn lực và các lợi thế so sánh, có giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Lương Sơn được xác định là vùng động lực của tỉnh, do vậy cần sớm ban hành các đề án, bổ sung xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng gắn với chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Cần quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Củng cố tổ chức Đảng, cơ sở Đảng và công tác sự nền tảng tư tưởng của Đảng, đấy là điều. Và thứ hai là chúng ta thực hiện học tập cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 1 khóa 12, quan tâm các quy hoạch, đặc biệt đối với Lương Sơn thì đồng chí đô thị loại 4 chuẩn bị đến đô thị loại 3, đặc biệt là cập nhật cái phần quy hoạch của đồng chí vào quy hoạch chung của tỉnh, đồng chí phải làm tốt và kịp thời đúng tiến độ với ban chỉ đạo quy hoạch tỉnh. Ngoài sản xuất nông nghiệp chất lượng cao để phục vụ cho Hà Nội, trong vùng thủ đô thì đồng chí quan tâm đến các khu cụm công nghiệp. Đây cũng là lợi thế của Lương Sơn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn quan tâm xây dựng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để người dân nâng cao đời sống, đồng thời đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh, phát huy tính thống nhất, tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Đề nghị đồng chí là